Ngay sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Phát biểu tại kỳ họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội cần phát huy những thành tựu và kinh nghiệm của 75 năm qua, tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động để đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đất nước trong giai đoạn mới. Muốn thế, cần nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc vai trò, vị trí và trách nhiệm của Quốc hội trong hệ thống chính trị nước ta do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, để từ đó tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện thật tốt chức năng nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, kịp thời thể chế hóa đường lối chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân. Quốc hội cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò vị trí của mình trong việc tạo lập khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động của đất nước, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh đối ngoại, đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng ban hành các văn bản pháp luật, sớm xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ đồng bộ, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, ưu tiên xây dựng mới, bổ sung các đạo luật ở các lĩnh vực trọng điểm có ý nghĩa then chốt, có tính khả thi cao, tạo sự bứt phá về phát triển kinh tế xã hội. Tổng Bí thư tin tưởng rằng Quốc hội nước ta trong thời gian tới nhất định sẽ phát huy những kết quả, kinh nghiệm và truyền thống vẻ vang của 75 năm qua, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp to lớn hơn nữa vào công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa đất nước từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.